kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, tập 1, sách cánh diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bài 54, vần ươm và vần ướp. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau vào bài học nhé. Trước tiên cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm quen với các vần mới mà hôm nay chúng mình học nhé. Vần đầu tiên đó là vần ươm. Các em nghe cô đọc nhé. Ươm. Ươm. Cô mời các em đọc lại nào. Vần ươm gồm có mấy âm ghép lại? Đó là những âm nào? Vần ươm gồm có hai âm ghép lại, đó là nguyên âm đôi ư ơ và âm mờ nguyên âm đôi ư ơ đứng trước còn âm mờ đứng sau chúng ta đánh vần như sau ươm ư ơ mờ ươm các em nghe cô đánh vần lại nhé ươm ư ơ mờ ươm cô mời các em đánh vần lại nào tiếp tục chúng mình cùng nhau quan sát bức tranh cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì trong bức tranh đó là hình ảnh con bươm bướm đấy. Cô giáo có từ sau. Bươm, bướm. Cho cô biết, trong từ bươm bướm, tiếng nào có chứa phần ươm? Trong từ bươm bướm, cả hai tiếng đều có chứa phần ươm đấy. Chúng ta đánh phần như sau. Bờ ươm bươm, bờ ươm bươm sắc bướm, bươm bướm cô mời các em đánh vần lại nhé như vậy vừa rồi chúng mình đã làm quen được với vần mới đầu tiên đó là vần ươm tiếng mới là tiếng bươm tiếng bướm và từ mới đó là từ bươm bướm bây giờ chúng mình sẽ làm quen với vần thứ hai nhé các em nghe cô đọc ướp ướp cô mời các em đọc lại nào cho cô biết vần ướp gồm mấy âm ghép lại với nhau đó là những âm nào vần ướp gồm có hai âm ghép lại với nhau đó là nguyên âm đôi ư ơ và âm pờ nguyên âm đôi ư ơ đứng trước âm pờ đứng sau chúng ta đánh vần như sau ướp ư ơ pờ ướp các em nghe cô đánh vần lại nhé ướp ư ơ pờ ướp Cô mời các em đánh vần lại nào. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau quan sát bức tranh sau. Cho cô biết, trong tranh đó là quả gì? Trong bức tranh đó là hình ảnh quả mướp đấy. Cô giáo có từ sau. Quả mướp. Cho cô biết. Trong từ quả mướp, tiếng nào có chứa vần chúng mình vừa học? Trong từ quả mướp, tiếng mướp có chứa vần ướp mà chúng mình vừa học đấy. Chúng ta đánh vần như sau. M ướp mướp, sắc mướp. Quả mướp. Cô mời các em đánh vần và đọc lại nào. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã làm quen được vần mới thứ hai đó là vần ướp. Tiếng mới là tiếng mướp và từ mới là từ quả mướp. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Yêu cầu thứ hai như sau. Giúp thỏ đem cà rốt về hai nhà kho cho đúng. Các em hãy quan sát, đây là hai nhà kho. Nhà kho thứ nhất có chứa vần ươm, nhà kho thứ hai có chứa vần ướp. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đánh vần những tiếng ở trên củ cà rốt nhé. L ươm lươm lặng lượm. Cô mời các em đánh vần lại nào. G ươm gươm. C ươm cơm huyền cườm. T ướp tướp sắc tướp. Ư ơ mờ ư ướp ưa ừ, bờ ướp chúng mình nghe cô giáo đọc trơn các tiếng này nhé lượm gươm cườm tướp ướp bây giờ các em hãy giúp chú thỏ đem những củ cà rốt về hai kho cho đúng với phần mà ở trong kho đã ghi nhé chúng ta hãy nối những tiếng có chứa vần ươm vào kho thứ nhất tiếng có chứa vần ướp vào kho thứ hai Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở kho thứ nhất có chứa phần ươm, đó là chúng ta sẽ đem củ cà rốt có tiếng lượm, tiếng ươm và tiếng cườm. Đây là các tiếng có chứa phần ươm tiếng có chứa vần ướp chúng mình sẽ đem về kho có chứa tiếng chứa vần ướp đó là tiếng ướp và tiếng tướp tiếp tục chúng mình quan sát hai bức tranh tranh thứ nhất cho cô biết đây là hình ảnh gì à trong bức tranh thứ nhất đó là hình ảnh những hạt cườm đấy hạt cườm dùng để đeo vòng cổ hoặc vòng tay nghe cô đọc hạt cườm trong từ hạt cườm thì tiếng cườm có chứa phần ươm. Chúng ta sẽ nối vào kho có chứa phần ươm nhé. Các em quan sát bức tranh thứ hai, đây là hình ảnh ướp đá. Trong từ ướp đá, tiếng ướp có chứa phần ướp. Các em nối bức tranh này với kho có chứa phần ướp nhé. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong yêu cầu thứ hai rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần tập đọc nào. Chúng mình cùng nhau luyện đọc bài Ủ ấm cho bà Các em hãy quan sát bức tranh Lắng nghe cô giáo đọc Và đọc thầm theo cô nhé Ủ ấm cho bà Gió mùa về Mẹ mua cho bà tấm nệm ấm Vì tấm nệm cũ Có chỗ đã tướp ra Đêm đó Mi nằm ôm bà ngủ Bà thì thầm: Bé mi của bà ấm quá, ấm như bếp lửa đỏ đượm. Theo Mai Thị Minh Huệ. Như vậy các em vừa nghe cô giáo đọc mẫu bài ủ ấm cho bà. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta đếm xem bài đọc này gồm có mấy câu nhé. cô mời các em quay trở lại màn hình chúng mình cùng nhau chia câu như sau câu thứ nhất từ đầu cho đến mùa về câu thứ hai từ mẹ mua cho đến tước ra câu thứ ba từ đêm đó cho đến bà ngủ và câu thứ tư là câu còn lại đấy bây giờ cô cho chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu một nhé lần một đầu cô giáo sẽ đọc mẫu lần hai cô chỉ cho các em đọc nhé ủ ấm cho bà gió mùa về cô mời các em đọc lại nào tiếp tục chúng mình nghe cô đọc câu thứ hai mẹ mua cho bà tấm nệm ấm vì tấm nệm cũ có chỗ đã tướp ra cô mời các em đọc lại nào tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau luyện đọc câu thứ ba nhé đêm đó my nằm ôm bà ngủ cô mời các em đọc lại nhé tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc câu thứ tư nào bà thì thầm bé mi của bà ấm quá ấm như bếp lửa đỏ đượm cô mời các em đọc lại nào như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng câu trong bài ủ ấm cho bà bây giờ các em hãy nghe cô giáo đọc lại toàn bài nhé ủ ấm cho bà gió mùa về mẹ mua cho bà tấm nệm ấm vì tấm nệm cũ có chỗ đã tước ra đêm đó mi nằm ôm bà ngủ bà thì thầm bé mi của bà ấm quá ấm như bếp lửa đỏ đượm vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc lại toàn bài cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại toàn bài nhé cô mời các em quay trở lại màn hình các em hãy cho cô giáo biết, trong bài đọc, những tiếng nào có chứa vần ươm, tiếng nào có chứa vần ướp? Đáp án của cô như sau, tiếng có chứa vần ướp đó là tiếng tướp. Tiếng có chứa vần ươm đó là tiếng đượm. Chúng ta nghe cô đánh vần lại tiếng này nhé. Tờ ướp tướp, sắc tướp. Đờ ươm đươm nặng đượm. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện đọc Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc nhé Qua phần yêu cầu ghép đúng Ý A, mẹ Ý B, mi Ý 1, ôm bà ngủ để ủ ấm cho bà Ý thứ hai mua cho bà tấm nệm ấm Bây giờ các em hãy bấm dừng hình để chúng ta nối ý đúng với nội dung của bài nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Ý thứ nhất là mẹ. Chúng mình sẽ nối với ý thứ hai. Mẹ mua cho bà tấm nêm ấm. Ý mi, ý thứ B là mi, chúng ta sẽ nối với ý một Mi ôm bà ngủ để ủ ấm cho bà. Như vậy chúng mình đã ghép đúng hai câu tương ứng với nội dung của bài đọc đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần luyện viết nhé. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết vần ươm, chữ bướm, vần ướp và chữ mướp. Trước tiên các em quan sát vần ươm và cho cô giáo biết vần ươm gồm mấy chữ ghép lại với nhau. Vần ươm gồm có 3 chữ ghép lại với nhau, đó là chữ ư, chữ ơ và chữ m. Chữ ư đứng trước, chữ ơ đứng giữa và chữ m đứng sau. Ba chữ này đều có cùng độ cao là hai ly đấy. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết vần ươm vào bảng con nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Tiếp tục chúng mình cùng nhau tìm hiểu quy trình viết chữ bướm. Các em nghe cô hướng dẫn nhé. Để viết được chữ bướm, chúng mình viết chữ đầu tiên là chữ B, có độ cao là 5 ly. Chữ Ư có độ cao là 2 ly. Chữ Ơ có độ cao là 2 ly. Chữ M có độ cao là 2 ly. Chúng ta để dấu Ư, dấu Ơ và thanh sắc trên ơ Chúng ta được chữ bướm Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ bướm vào bảng con nhé Cô mời các em quay trở lại màn hình Tiếp tục chúng mình cùng nhau tìm hiểu quy trình viết vần ướp Cho cô biết vần ướp gồm mấy chữ ghép lại với nhau Đó là những chữ nào? Vần ướp gồm 3 chữ ghép lại với nhau, đó là chữ ư, chữ ơ và chữ p. Chữ ư đứng trước, chữ ơ đứng giữa và chữ p đứng sau. Chữ ư, chữ ơ có độ cao là 2 ly, còn chữ p có độ cao là 4 ly đấy. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết vần ướp vào bảng con nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau luyện viết tiếp chữ mướp. Quy trình viết như sau. Đầu tiên chúng mình viết chữ M có độ cao là 2 ly. Chữ Ư có độ cao là 2 ly. Chữ Ơ có độ cao là 2 ly. Và chữ P có độ cao là 4 ly. Chúng ta để dấu phụ của chữ Ư và chữ Ơ và thanh sắc trên ơ. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ mướp nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện viết vần ươm, chữ bướm, vần ướp và chữ mướp. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau